Hello, chào mọi người đã trở lại với channel của anh ha. Hôm nay anh sẽ chỉ cho dân làng chiều quay đều, quay đều, quay vòng vòng. He he. Hôm nay mấy bác dân làng không biết có bị trơn nữa không? Không có đâu, hôm nay sao anh khẽ không trơn mấy bác dân làng đâu. Ủa, chưa mà, chưa gì mấy ông chạy ghê, tôi có nói luôn chưa trơn mà. Gì trời? Nên nó có trơn đâu. Thì gá là mày nữa, lại là mày nữa, lại là mày. Suốt ngày mày suốt ngày mày qua nhà tao mày bấm chuông kìa. Ủa nhỏ đó nhà mày hả? Mày tào lao ghê, cái chuông Cái của người nhà này làng nhà bác Hờ Rèn, bác Hờ Rèn nó đưa lại tao là công thức bí truyền rồi. chắc cũng không phải nhà bác Thợ Rèn luôn. Nhà Tào này là lao nhà hàng xóm của tao mày. Nhà mày mày có hàng gì có hàng xóm. Nhà này là nhà hàng xóm của tao nha. nhà hàng xóm của tao Không nhà chơi với này mày nha, mày nhà đi ra chỗ khác nha, mày có kiếm nha, mày cút qua nha, núp kia. Con rất đê tiện này, mày chết với tao con. Mày tối ngày mày có chi quay đầu quay hoài, tào lao ghê. Cái kiếm. Đi chỗ khác đi. Tao đang chuẩn bị hip hop nha, mày đứng lại không? Hip hop gì có chi quay đầu. Mày đứng lại, gấp mày. Quay đầu chạy chạy chạy. Tao mà có năng lực sao nó cho mày chết không kịp hồi sinh luôn mọi người, nhìn nó nè mọi người. Nó cho mình một nhát giờ sưng tay luôn mọi người. Sưng tay. Mày đó, được được được, mày là trở về lại năng lực bá đạo được. Mặc giáp vô mày ngon, mày qua đây mày quýnh đặt cái nó coi nó. Tao đi kiếm con ngựa mày Mày ơi. ngon, mày qua đây cái đó tao giết mày liền luôn. Ok mọi người, hôm nay qua anh hả? Có một cái mini game khá là thú vị. Không không chơi, không dám chơi không dám chơi cái gì ta? Không dám chơi trên ông dân làng, mấy ông dân làng đó mọi người, mấy ông dân làng tội lắm mọi người, lúc nào cũng ngồi nghe mình múa hết á. Không phải múa mà nghe mình hát rồi các kiểu rồi quay đều mấy ổng đều coi hết đó mọi người đó. Nhưng trước khi video của anh bắt đầu á thì mình xin mọi người chỉ dành ra một ít giây thôi, đó chính là like video của anh nè, thứ hai là comment bên dưới để xem hết video, và thứ ba là mọi người nhớ bấm vào nút đăng ký. Nếu mọi người chưa bấm đăng ký, mọi người nhớ bấm đăng ký ủng hộ cho anh nha. Hôm nay hả, anh sẽ làm những con bé vip nhất trong Minecraft mọi người đó. Mọi người biết là cái gì không? Đó chính là bắt từ con mày hóa lên đó hả, là con chó đó mọi người, con chó đó mọi người. À là con chó, con chó này hả, là một chó bờ rồ mọi người, có khả năng hả biến thành những con quái vật siêu bờ rồ mọi người đó. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải chế tạo ra được cái đồng hồ này nè mọi người mới có thể hả làm được. Màu gì cái đồng hồ à? Ngủ cho mày quẹo tay rồi con, ha ha ha, mày quẹo tay rồi, yeah, con núp nó bị quẹo tay rồi. Mày ngon rồi đây, mày vô đây, mày vô đây. Đồng hồ gì? Chế cái gì vậy? Cái đồng hồ có khả năng biến con chó mình thành những con bét siêu khủng, là những con bét ngoài hành tinh này, ở trong thế giới của Ben 10 đó. Toàn là những con quái vật xịn không mà mày bị giơ tay lên trời là mày múa gì vậy đó? Múa hết giơ thằng trời. Mày múa cái gì vậy? Mày múa không có bị đâu. Mày vẫn còn bị kìa. Hết rồi. Còn hai tay mày giơ lên trời kìa. Múa không nè. Nè, tao giúp mày nè. Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ chúng ta cần một ít cục xương. Ngon. À, ít cục xương. Bắt con mèo luôn mọi người. Hôm nay chơi mini game về bắt con bét mà nên thành. Mày nhìn đó mày. Ấy có vàng, nó rất vàng. Ơi, mình cần chết. Ở ngon, rất vàng mọi người. May quá đỡ đi đào. Ôi, nói thêm cục vàng đó đi. À, mình cần 4 cục vàng để chế ra cái đồng hồ mọi người. Một ít cục xương để bắt con chó về. Sao hết thấy cá nữa rồi, cá đâu trời rồi? Cá bên đây nè. Mày ấy rớt cái gì nè mọi người? À, bon thấy rồi. Cái bon sẽ là cái cục này luôn mọi người. Gì vậy? Cái bon rất là cái cục này nè, cái cục một... Ủa gì kỳ vậy, cục bon gì kỳ vậy mày? Tao không biết nữa mày, cái đó là cái nguyên liệu để cho con bé nó biến thành biến hình đó. Nhưng mà sao cục xương cái này kỳ vậy? Không biết nữa, thầy cục xương biến hình. Cục xương nó bị biến cái gì quá này, biến gì? Biến hình mà, cục xương biến hình thành quả trứng á mày. Cục xương bị biến thái. Biến thái cái đầu mày, mày nó tầm bậy tầm bạ nó. Cục xương nó bị biến hình rồi, đâu phải cục xương đâu. Cái gì nữa nè, cái gì nữa nè mọi người? Cái này là mực, mà túi mực nhìn ra cái bàn vi tính nhìn lạ vậy. Hả? Túi mực biến thành gì chứ? Không biết nó ra cái gì á. Chạy nè. Ôi sao tụi mày không ra xương vậy? Con cá kia đứng 4 cục xương sợ bắt không được con chó đâu. Ủa sao mình bơi, mình bơi dưới nước hoài không lên vậy? Cá nó chạy ghê vậy.
Trời ơi, nó chạy kìa bơ, con cá nó biết, này, con cá nó biết chạy mày ơi. Rồi, xong cá phim luôn. Mày để nó im cho mày bắt nó à. Ê, hết oxy, hết oxy. À, này nè, có vàng không, bro? Ê, có xương, có xương, có xương. Có vàng không? Trời, tàn rồi thật thúi không mà. Thôi, mày ăn luôn đi. Ê, nãy gì vậy? Mày nè. Vậy, im mày khác nè. Thì như cái điện thoại iPhone này mày. Cái đó là cái mực á. Như điện thoại iPhone á. À, có nhìn nhìn cái bản máy điện tử hả? Mày đi kiếm sư đi, mày được mấy cục rồi. Mày không có con chó riêng cho mày là mày khỏi được có được con bét VIP luôn nha nấp. Tí đừng có sinh tao nha. Đây. Một mớ cá luôn. Ê, một con, ui, ngọt, hai con. Ba con, ui, đã có 7 cục xương rồi nè. Còn một con cá nó chạy thoát đâu rồi. Một con cá, ấy đây. Bơi dưới nước, ấy. Bơi qua mặt mình luôn kìa, nó bơi qua mặt mình luôn kìa. Ê, mày đi xuống kiếm mấy thằng Skeleton. Nó đẻ cá con kìa. Lẹ hơn mày ơi. Ở đâu? Kiếm mấy thằng Skeleton. Skeleton quýnh nó ở đâu? Dưới lòng đất. Ê, tính ra dưới thế địa ngục luôn mày. Con cá này chạy xa dữ trời. À, có cục xương rồi. Mới có 3 cục xương à. Sao mày farm xương kém vậy? Tao 7 cục rồi nè. Mấy con cá sao mày nó chạy lẹ dưới ta? Hôm nay mấy con cá nó chạy vậy ta? Hôm nay có mấy con cá nó bơi nó chạy mọi người á. Mày hả Jimmy? Jimmy nó không ra vàng nó ta. Sao nãy ra có cục vàng gì không thèm ra nữa. Con cá này nó bơi mọi người, biết mình đi săn cá hoài tối ngày á. Mình quýnh chết một con nó bơi dù luôn. Ở mày quýnh rồi nó. Không biết, tao bị lỗi rồi. Tao được 9 cục xương rồi nè. Con cá nó ám tao mày ơi. 9 cục xương. Ê, nè một đùi luôn nè mọi người. Ui, này có đinh ba luôn. Ui, rớt cái đinh ba luôn. Ui, hên chưa. Ôi, mày được cái đinh ba luôn. Trời ơi, bro, nó thế chứ. Ê, thấy con chó luôn nè. Ê, đỡ phải đi tìm. Nó bơi, chó đi luôn, nó bơi qua đây. Lên. Ngay bên bờ sông luôn nè. Đỡ phải đi tìm. La. À, con ngựa, tao bắt con ngựa. Rồi mày chọn thứ VIP nhất mày là ngựa đúng không? Được rồi, hôm nay tao sẽ chọn con chó. Yeah. Ui, có đinh kia đinh ba luôn mọi người. Quá bờ rồ luôn mọi người, có cái đinh ba nè. Trời, đinh ba nữa luôn. Kiếm men đinh nữa là được. Kì. Ăn xương im. Rồi, ok, một đứa nè. Bắt được một con chó sói rồi. Hai con chó sói luôn. Yeah. Ồ, đám rác ở đâu vậy? Ở đây nè, tao bắt bên sói đây nè, mày có bắt không vậy? Có. Ở trong rừng có cái gì vậy? Nè, còn một con cuối cùng, nè, còn một con cũng chắc tao bắt luôn quá. Không, để tao bắt. Ê, gọi tao bắt luôn rồi, một cục nó ăn luôn rồi, ba cục rồi. Wow, mày chơi mày lấy hết luôn vậy? Khu rừng có ba con chứ mày. Tao nhớ là bên khu rừng, ngay chỗ vườn bông có chó sói. Tao dẫn chó sói đi tắm này. Bị nhá. Tao giật chó sói, tám chó sói xuống nước xong. Ủa, tao có ba con chó sói luôn nè. Cho tao con đi chứ. Hết rồi, tao lỡ tao cho nó ăn luôn rồi. Kệ nó còn đi theo. Không được đâu, không đi theo mày đâu. Mày giật chó sói chỗ nào. Ê, tao thấy tự nhiên thấy ba con cái này nè mày. Chứ mày phải qua khu rừng hoa kìa. Biết rồi, tao nhớ bên khu rừng hoa có chó sói mày. Hay tao qua bên đó tao bắt. Đó, đi qua bên đó là coi không biết còn không. Có ba con xương không biết đủ không? Chị mày thúi vậy? Ba con xương tao nghĩ mày bắt không được rồi. Rồi, tao có 17 con cá rồi. Tao 19 con cá nè. Ok, ba bé sói theo anh nha. Tao thấy mày rồi. Ba bé sói theo anh, ba bé sói theo anh. Bên này có chó sói nè. Có không? Có chó sói nè. Tao nhớ. Mày chỉ nhớ thôi chứ mày đã thấy đâu. Sao không thấy vậy? Thấy chưa, tao nói mà đâu có dễ gì mà thấy được bé sói đâu. Tao dẫn ba bé sói tới luôn nè. Bình thường chó sói nhiều lắm mà. Ê, nhớ khu bên này chó sói nhiều mà sao sao không có nè sao. Có ba con bé sói của tao. Kỳ ghê á. Ê mày, cái khu vực này bị nguyền rủa hay sao? Nhìn nó hành cái có đất địa ngục ở đây mày. Ui, hoa quá trời hoa luôn mọi người. Khu rừng này là khu rừng ngập tràn à. Ngập tràn hoa luôn. Có hoa mà có đất này nữa, ghê quá ha.
Ê sao không có con sói lên mày? Không có. Ê, thiệt luôn mày ơi. Tao nhớ cái khu rừng gần nhà mình mày, khu rừng gần nhà mình cũng có chó sói á. Ừ. Hay nó hay cắn cừu của nó đó. Bắt con cừu. Ở đây tao biết, để lỡ tao bắt con cuối cùng được luôn mày. Con đây, con chó sói đây. Mày quýnh nó cắn mà nó dí mày đừng trách nha. Tao định cho nó ăn mà. Không được đâu, mà cho nó ăn thì nó quay đuôi thêm mà, nó quay đuôi xong nó đi theo tao. Hả, đi về đi, đi về đi, tao nghĩ là khu rừng bên kia có chó sói đó. Đi về thôi, bây giờ đang đi về đây. Đi lạc, đi thắt tao lạc luôn rồi mày. Nấp mày đi thẳng đi là tới nhà chứ gì đâu. Đâu rồi, đủ chưa? Một, hai, ủa sao thiếu mất đứa rồi? À đây, đây, đây. Đi theo anh nha chưa? Về thôi, mày đi đâu xa quá vậy? Không băng qua cái hồ nước nè. Tao đi đường rừng mày biết không? Đường rừng đẳng cấp luôn. Cái nhà đó bụng quá. Băng qua hồ nước là về tới nhà. Thôi tao bắt con ngựa đi. Rồi, đi về, đi về, đi về, đi về. Hôm bữa mấy hồi thấy có chó sói lại nhà mình luôn mày. Thôi thăm xuống trong quá giờ bóng đêm đâu, sợ lắm. Hôm nay tao không có gì chôn nó rồi. Ê, cái thằng kia chơi leo nóc nhà luôn mày. Thằng đó là dân chơi mày thấy không, nó khoái tao quá, nó coi tao múa, nó sợ mày ren ren á, mà thằng nó đâu có sợ quái vật đâu, quái vật quýnh nó một cái là nó tàn hình nè, nó có thuốc tàn hình nó uống cái tàn hình nè, nó không sợ quái vật. Ngựa đi thôi ngựa. Ê mày chơi kỳ vậy, con ngựa này cười bắp rồi mày ơi, nó chạy chậm rì vậy mày ơi. Ờ ngựa nó nãy con ngựa này cười rồi mà kệ đó, nó đi còn chậm hơn tao đi bộ nữa đó. Ừ đúng rồi, chậm mày. Á à, sao chạy chậm quá vậy ngựa? Con ngựa gì đi gì kỳ lạ vậy? Con ngựa gì mà đi chậm rì à? Ừ, ngựa gì chậm rì à? Tao bỏ mày luôn á ngựa. Trời ơi, ngựa gì chậm rì à? Con ngựa gì chậm mà tao đi bộ nó. Mày nhìn cho mấy con cừu bị chết không? Bé sói đâu hết rồi, tao không có bé sói nào để bắt hết. Vậy tao nhớ khu này mấy con cừu bị chết là có chó sói liền à. Ây, cái sói hên xui nữa ra ba con, tao nhớ hết ba con rồi. Mày vớ, mày quốc hết luôn rồi của tao. Cho tao con trong này có cáo nữa đó mày, nhưng mà không có sói. Tại vì con sói nó đứng gần con cừu rồi, nó quất cừu rồi, có cừu là có chó sói mà. Ui trời ơi, cừu quá trời luôn. Cái bé sói này thích ăn thịt cừu không? Ờ, có con sói, có con sói, có con sói. Rồi ba cục xương của tao bị đủ không? Ở đâu à? Bên này nè. Vô. Ui mày hên rồi, mày bắt một cái thì trái tim luôn, vậy là mày hên rồi đó. Rồi, vậy thôi bé sói ơi. Trời ơi, chắc chắn mà, tại vì chỗ cừu á là thường có chó sói. Mấy con sói này nó mà chưa thuần hóa mọi người, là nó hả ăn thịt cừu không mà, mình được ba bé luôn. Ê, thuần hóa sao mà nó có cái dòng đỏ trên đầu không? À, nó có cái dòng đó, dòng kim cô á. Dòng kim cô giống tề thiên á mọi người, nhìn quốc. Vậy thôi. Quốc bà. Ba đứa bay vô, cho. Trời ơi, quá dữ luôn, được rồi anh lượm thịt bò cho mấy đứa nha. Đứa nào cắn được, mày nè, cho mày một viên, đó. Ây da, đói quá rồi, đi. Ngồi vậy chậm quá ngựa ơi, chán mày ghê ngựa. Đói quá, đi ăn khoai tây cái đó. Cái con sói đi theo mày, trái tim đầy luôn vậy. Ê, bà ta tôi đó cũng hiện ra cái này nữa trời. Ghét quá à, tao cộng mày đây luôn ngựa. Con đó là cái con ngựa phế nhất tao từng thấy, con ngựa đó con lừa chứ, con ngựa mày nói là tên lừa chứ. Mày chạy chậm ghê, tao gọt mày đây đi. Hay là mày đứng đó, tao phóng xì đình cho nó chết luôn. Không, kệ nó. Kệ nó tao. Ê, chó. Chết. Kéo chó mày dừng luôn, lại. Chết kéo rồi. Chó mày dừng lại chứ không là ban cho tao cắn chết chó mày đó. À, đúng rồi, cho nó ngồi lại đi, để tao chọn chó tao ngồi vô. Ba đứa vô đây. Đó, bây giờ nó thù mày luôn, nó thù mày tới già luôn. Ngồi đây nha, ngồi đây nghe, ngồi lên cạnh nhà, con núp qua, đập chết nó nha. À, cho nó đứng lên coi, nó quýnh nào. Muốn không? Mày muốn không? Tôi cho dân làng chạy nhà mày giờ. Này, cho bạn con cá nè, cho bạn con cá nè. Còn cái ông nào đi xuống đi, ông. Không được, không được. Ê, quên chứ, bây giờ mình phải đi chế tạo cái đồng hồ mọi người. Chết, mình phải đi chế tạo đồng hồ chỗ mấy ông dân làng mà chạy ghê vậy. Con núp nó lại bấm chuông nữa rồi. Ở trong đây làm nhìn cái hình gì kỳ trời, kim cái đai mình nhìn lạ vậy ta. Ừ, sao bữa nay mọi thứ nó lạ vậy. Trời, thế giới cái đai mình nhìn như một cái lá vàng á mọi người. Cái cú lừa. Con hết giận chưa, hết giận qua anh chưa, đừng quýnh nó nữa nha. Đây, qua đây xoay. Qua đây. Nó có dí tình nữa không? Qua đây. Tí nữa anh giận mấy đứa đi tắm nó là biến hình cho mấy đứa. Nó còn giận mày ơi. Thôi đừng giận nó nữa. Tha lỗi cho anh nha. Gì nó vẫn dí tao hả? Dí. Phải không vậy? Tha lỗi cho anh nha. Đợi nó còn dí không? Mày cho đứng lên coi.
biết không? Nãy tao mới hết đó gì. Có đâu mày đầu la tao quất nó chết giờ. Hết chứ, hết chứ. Được rồi, bây giờ mày rồi đó. Ai vô? Lấy đồ ăn. Thôi khỏi đi, đi đào một mấy ít đá đỏ. Cần ít đá đỏ. Không, đâu cần đá đỏ đâu. Cần cái này nè. Cái gì? Hoa. À. Cần vàng, bây giờ cần vàng cho dung nham nhớ còn phải không ta? Bây giờ tao xuống tao đào tao đào gì ta? Đào đào vàng. Bốn cục vàng, bốn cục sắt. Nhà mày có vàng nhiều lắm không ạ? Hết rồi. Mày xài cố vô. Mỗi lần vô tao chế cái gì là mất cái đó mày. Ý như là thử thách cho mình đó mọi người. Con cừu. Cái gì đây? Rồi. Đốt. 8 cái đốt. Ok, có 2 cục vàng. Hồi nãy tôi quýt không kia ra có 1 cục mà. Tăng 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 tăng, ta đang xuống đây. Bây giờ mình cần một mày ít. Mày phan xong chưa? Để tao đi lên. Chưa. Sao mày chơi mày cắm cút trên đường vậy? Vậy nó mới chất. Bây giờ đi đào vàng nè, cần 4 cục vàng. Ê kim cương kìa, đào kim cương đi. Không, kim cương không cần. Ôi mà tao đâu có cúp đâu, thôi tao xuống tao chơi cho vui vậy. Tao đề cúp nè. Mày đưa cúp tao luôn mày. Đi vàng. Vàng không ở chỗ nào ta, đá đỏ mày đâu cần đá đỏ đâu, mình cần vàng ở chỗ dung nham á. Dung nham mà khúc nào ta? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chui. Nguy hiểm. Cho nước chảy qua nào. Ôi, cẩn thận. Nó tuột mình xuống là đi luôn. Có xác đây đúng không? Mình sẽ cho nó dài ra. Ê, tao quên rồi. Ê, trời ơi, nó trôi tao kìa. Nước mày trôi tao hả nước? Ờ, nó trôi mình xém nó là mình đi rồi mọi người ạ. À? Đó. Mất mấy cục vàng là toang luôn mọi người. Được chưa, đi lên. Từ từ chưa, tao đào đến đâu nó xong đâu. Rồi, ok nè. À hình như mất hả? À may quá mọi người. Chưa có mất cái cục vàng này, mất cục vàng này sợ lắm mọi người ạ. Mình phải đứng gần nó. May chưa. Đặt cái đi cho chắc. Đâu. Đấy. Ui, có chút vàng em ơi. Ok, bốn cục vàng rồi, thôi giờ xuống được rồi đó. Xuống về cho nó lẹ mọi người. Ủa, mày đi bơi đâu à? Tao đi bơi rồi, tao đi về cho đã. Mát không? Quá mát luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cần bốn cục vàng nè. Bốn cục sắt. Ê, chết rồi, quên đào đá đỏ rồi. Đào đá đỏ mới chế được. Ngâu. Lộn công thức mọi người, đào đá đỏ mới chế được cái mới chế được cái đồng hồ. Ô luôn. Xuống đào. Hình như là bốn cục sắt. Bốn cục vàng với lại một cục đá đỏ hay là bốn cục đá đỏ với một cục vàng nhờ. Chế đồng hồ sao quên mất tiêu rồi ta. Coi đi. Coi sao được mà coi, ta biết đâu. Ừ ha. Thì mà mày đào mỗi thứ bốn cục hết cho rồi. Có bốn cục sắt chưa? Rồi, nó có sắt rồi. Kim cương nữa nè, đào kim cương hết đi. Không có đào kim cương mày. Rồi, ok, về lẹ nè. Ê, ở dưới này. Tao mới đi xuống tới nơi mày. Ê, mày còn là... còn có gì dưới tao nhìn tao nhớ. Cờ lóc mọi người, để ghi cái chữ cờ lóc ra. Đây coi. À, đây rồi bà con ơi. Ê, quên. Nung sắt nữa chứ. Rồi, lấy này lấy ra bốn cục vàng đây nè. Chúng ta chế được cái clock này. Đấy, có cái clock rồi nè mọi người. Có clock sau đó chúng ta sẽ chế thêm đợi bốn cục sắt nữa. Có bốn cục sắt và bốn cục sắt và một cái đồng hồ với lại bốn cái màu, chúng ta sẽ chế ra được cái đồng hồ Benedict. Cái đồng hồ này sẽ giúp con chó mình nó sẽ trở nên siêu phẩm. Từ từ dục hết cất hết mấy đồ để chứ không dục đâu. Tao nhảy với mày coi mày sủa tao mày ăn chó kia. Mày hung dữ đi nha nó. Nè, tao nhảy với nó coi mà nó sủa tao mày chó đây nè. Chó mày hung dữ quá à. Con chó này sủa nha con. Hung dữ á con. Nha, đừng nghe con chó đó sủa nha con. Con chó ghê tì á con. Ê mày quýnh con chó này, mày dám quýnh con chó của tao hả?
Tao có quýnh đâu mày, mày tào lao vậy? Tao quýnh lên mày làm gì với tao rồi? Con chó này mày dám quýnh con của tao hả mày? Mày là con chó, nó là con của tao. Ây da, ngu nha, giờ tao thả chó rồi, nó dí mày ba con luôn nha, nếp mày ngu nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ chế cái đồng hồ mọi người. Ê mà thiếu màu mày ơi. Màu gì nữa? Thiếu màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ ngay nha. Ủa hoa đâu rồi, trời ơi, con nấp kia đưa hoa đây. Tao chặt hết hoa mày. Mày như mày phá hoa, trời ơi, làm tao chế tạo lâu lắc luôn nè. Hai cái. Ôi da rồi đó, đó. Họ khỏi đi, đợi mày lâu quá. Ừ, mày đi đào đi, hoa thiếu gì. Trời ơi, chế thiếu tùm lum tùm la hết. Bây giờ là được rồi nè, đây được rồi nè. Bốn màu lên nè, bốn màu lên nè, bốn cục sắt lên nè. Và một cái đồng hồ. Yeah, và mình chế được rồi mọi người ơi. Cái gì vậy? Tao, tao có rồi, tao dục hết mấy cái này luôn. Dục cúp luôn. Dục cái đuốc luôn. Cho tao có đây, lẹ lên. Đó, 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 đi quàng chỏ tao nè. Ủa, vậy được mấy con chó biến hình? Không biết nữa. Chú. Ê mày ơi, mất sạch chó luôn rồi mày ơi. À. Ủa? Ê nè nè, tất cả con chó đều kết hợp lại một con mày. Tao mất con chó rồi. Vậy là kết hợp đó mày, kết hợp những con chó để được một con đó con mày. Con chó của tao rồi. Nè, đây nè, bây giờ con mình nhìn nè. Con chó không có dòng đỏ mày ơi. Thì đó, bởi vì nó mới nguy hiểm. Ê, con mèo trắng dễ thương. À quên chứ, đang tập trung, tập trung, tập trung. Ủa. Ghê chưa, mày thấy con chó ghê chưa nấm. Ui, 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 ui. Ê, mày lên mày cưỡi được không đó, mày cưỡi có được không, mày cưỡi được không. Ui, cái con bò cạp mà ui. Ui, mày cưỡi được luôn kìa, cái tao cưỡi chứ. Con chó của tao chậm đúng không? Ờ đúng rồi, hình con chó nó chậm. Trời, nó chạy kìa mọi người, nó chạy kìa, trời, trời, trời. Ui. Ê, từ 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 từ. Mày xuống, mày xuống đi, tao chậm. Ê, nó chạy hai chân nó nhìn mất cười mà mày. Ê, đúng rồi, mình sẽ chỉnh game mod lấy. Ôi, nhìn cái mặt nó ghê quá. Lấy Ravager mọi người, lấy Ravager và Ravager đâu. Đấy, đây 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 nha. Nó ghê quá anh. Mày hả bụi? Quýnh nó nè, quýnh nó nè, quýnh mày nè nè. Quýnh mày nè không nè. Mày hả bụi? Mày hả bụi? Mày hả bụi? Không biết quýnh nào. Con thú thường mà quýnh với con này là lại thấy hơi bị ghê nha. Ui. Mày trâu với mày. Trâu quá, nó ra trâu quá vậy. Cái này mới một dạng thôi. Tao quýnh nó. Để coi nó quýnh lại con này không đã. Coi chừng nó chết đó. Không có kiếm cái ăn chó nữa đâu. Này nó cạp kìa, cạp kìa. Nó lụng mất nước rồi. Ê, nó cạp này kìa. Nó yếu quá. Ê, coi chừng chết. Rồi xuống nước chơi nhau đi. Ê, quýnh kìa được cái yên kìa mày. Ừ, được cái yên này. Được rồi, được rồi, được rồi. Về con, về con, về con. À, ghê chưa, ghê chưa. Biến thành chó thường lại nè, nó biến thành chó thường lại nè, nhìn nè, nhìn nè. Ủa? Ghê chưa, ghê chưa. Sao biến thành chó thường vậy? Đã nói là đẳng cấp nó mới thế. Đây nè, bây giờ ta sẽ... Bây giờ ta sẽ cho nó biến thành cái dạng khác nha. Nãy là IG đúng không? Cái tên nó là không đúng đó mọi người. Bây giờ hit blast nè. Ê! Ui! Quá ơi! Đâu, đâu, đâu? Biến thành con chim luôn mày. Bay kìa. Gây à, gây. À, trời trời con... Bay không? Con này bay không được, con chim này con đà điểu. Đà điểu trong cổ con chó nó đỏ mày thấy không? Trời chạy. Nó chạy như này vật nó biến marathon rồi. Thôi nó thì... Ê, biến thành chó lại liền. Nó là hết blast đúng không? Tao cho nó biến lại, nó quýnh lại cho con này coi. Để coi nó quýnh, nó quýnh hơn, nó quýnh hơn nha. Mày hả bụi? Mày hả bụi? Mày hả bụi? Trời, đây là một con bé vip nhất trong mày đắp gì đó mọi người. Nó mà chơi từ con chó có qua rồi biết được con này luôn mọi người, ghê chưa? Có chết chết. Không chết đâu. Thấy nó máu kìa. Thấy nó bị đỏ đỏ máu kìa. Mày hả bụi? Mày hả bụi? Mày hả bụi? Cái tên kia là tên sai mọi người, tên kia là tên trong Ben 10 mọi người. Cái tên con này là tính là con này tên con này con tên con hạt à. Con đà điểu. À, con này là con... Nó hơi yếu mọi người. Ơi chết quá rồi kìa, nó chết ngắt rồi kìa. Nhưng nó quýnh solo được. Rồi, trời ơi, ra mấy sói con là toan rồi, mấy sói con kìa. Chết, 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 chết. Trời ơi, sao biến hình sói con rồi? Biến hình được không? Franken trai, không biến hình được. Ý? Ui, biến được nè, biến được. Ui, biến hình con kìa nè mày, con bò cạp vậy nè. Đâu có quýnh lại này không? Vô. Nó tam của mấy gian con kia quá.
Ui nó phóng nhện mà, nó phóng tới nhện mà, nó phóng tới nhện, à, nó phóng tới nhện. Nó phóng tới nhện khôn á con này. À này khôn nè, này khôn nè, này khôn nè. Mà tao sợ là quýnh tới nhện đam yếu biết chừng nào con người mới chết. Ấy tao cưỡi nó bắn được luôn mày. Sao nó kìm, tao sợ nó kìm. Ui con bò bị đóng băng mày ơi. À, quýnh tới nhện con bò bị chậm chết. Chậm gì, nó thấy nhúc nhích không được luôn, cái gì mà chậm. Thì nó bị đóng kết tới nhện lại rồi. Mày đứng sau mình dính hiệu ứng không? Kết tới nhện. Ấy mình đứng không bị dính thôi, hiệu ứng mọi người. Dân làm bắn trúng mà nhưng tao không bị bắn trúng nè, thấy chưa? Đúng là thú cưng của mình mà. Mày đứng có bị bắn không đó? Thú của tao luôn hả? Ấy con núp cũng không bị. Ấy con núp bị kìa. Tao bị dính rồi. Vậy là thú của tao. Tao bị dính rồi. À con này cừu quá mọi người. Được rồi, chuyển hình, biến hình, chắc là con quá. Hết blast rồi, quay mod nữa coi. Biến hình. Wow, biến hình con sư tử, con Lycan mọi người. Ui. Ghê chưa, biến hình con sư tử luôn, con anh kiếm kìa. Mà chạy chậm quá, quýnh con bò đấy con. Ui, quýnh luôn. Để coi thắng không, thắng không. Cái này né slow thôi mà người slow nó cùi. Ui, nhảy vỏ luôn. Mày hả bụi. Sư tử mà phải biết chứ. Con này sư tử hay là con anh kiếm mày? Không phải sư tử, con này là con chó. Chó sói. Mày đánh kiếm rồi. Con chó sói cái đuôi nó có nọc độc nữa. Mày hả bụi. Mình phải tới gần đó mọi người. Vô. Chờ thẳng liền thấy chưa. Ui con này chạy đã lắm nè mọi người. Ui con này chạy ghê chứ kìa. Ui da chạy công từ cái đầu luôn. Chạy hỏi nó loạn đầu, nó chạy dĩ tùm lum hết. Ghê chưa mọi người, ghê chưa. Con game nào nữa không? Có. Nãy quay mới rồi đúng không? À tiếp tục. Quay mất, shot blast, quay mất, friend, rồi bây giờ là snake all. Ôi, wow, con tyrant mọi người, con tyrant rết mọi người. Trời ơi, con khủng long rết luôn, trời ơi, con này ghê vậy. Gì ghê vậy? Oh my god. Mạnh hơn không, hay là bự con thôi vậy trời? Trời ơi, mày ơi, nhìn nè. Tyrant rết hả? Lên mấy nhà luôn không? Lên mấy nhà, mày cưỡi đi nó, mày cưỡi núp đã lắm đó. Ui, bự cho bá lửa luôn mọi người, bự cho bá lửa luôn. Em cho tao cưỡi hả? Tớ sát vô dưới chân đó. Rồi. Con núp nó ngồi trên trời luôn mọi người. Chết là sao khó. Ê, thả ra, nó quýnh con kia kìa, xuống đi. Con nào? Quýnh con zombie sao? Rồi, nó quên con zombie rồi. Để coi. Anh ơi, nó quýnh em kìa. Mày quýnh cái con nó đi, cho nó quýnh. Mày quýnh con nó đi. Ui, nó quýnh kìa. Ui. Con này có bộ mạnh hơn nè mọi người, nó quýnh bơm mọi người. Lấy tay dọng mà mọi người. Mày hả bụi? Zombie quýnh mày giờ. Nó làm gì dám lên mặt đất. Ê con zombie này lên mặt đất có bị cháy không ta? Có sợ không, nó dưới nước thấy hả? Nó đang tắm mưa á. Đây để tao cho mày, tao giúp mày. Ui con khủng long này ghê mọi người, con này con khủng long rết nha mọi người. Mọi người thấy không? Ui nó thắng rồi kìa, thắng rồi. Ui con này quýnh nhanh hơn mấy con kia mọi người. À con này quá trời chân luôn, là con rết. Con này là con khủng long rết. Khủng long rết. Con này thật là con này đi ngu quá. Ừ, nó đi ngu quá mày. Nó ơi. Đi ngu lắm mọi người, con này đi ngu lắm. Ok, kéo con khác nha, còn con nữa mọi người ạ. Rồi, con nữa là con Cannonball. Sao chó sói nó bị mắt đỏ rồi. Ooh. Wow. Con này là con bò xè. Ê, con này đi khôn luôn nè. Con này đi cái chân bay lên trời. Lên mấy nhà luôn. Đem được đâu con. Bự cái mày, tao khổng lồ luôn nè. Bự quá trời bự luôn nè. Trời nhìn đi kìa, đằng này nó đi kìa, Trời nó đi kìa, chân nó kìa. Ai thả xuống nó cho tao cho con quýnh lạc nạn nó. Con bé có một quýnh hạng thôi. Mọi người thấy không? Từ một con chó sói bình thường làm gì giết được con Ravager mọi người, mà nhưng mình con chó sói mình nâng cấp lên phiên bản này là thôi rồi chứ. Mày hả bụi. Ui hút nó. Sống gì được. Quýnh xuống hố nước luôn. Con mình bự quá mà. Này chết liền. Ui con này mạnh nhất mày ơi. Ui con này mất có năm mặt, có 6 máu. Trời ơi con này là mạnh nhất mọi người. Wow, con này là mạnh nhất nha. Đúng ghê luôn mọi người. Ok được rồi mọi người, chắc là video của Oanh tới đây là kết thúc rồi. Và mọi người thấy video của Oanh hay thì mọi người đừng quên để lại cho Oanh một like như một đăng ký để ủng hộ cho Oanh làm thêm nhiều video về những cái đồng hồ này nha mọi người. Bye bye và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Bye bye. Bye bye.
Và mọi người đừng quên là comment bên dưới là mọi người thích cái con nào nhất nha mọi người. Mọi người thấy bé sói có quanh ghê không? Bé sói từ phiên bản level 0 mà lên những con thú này là những con thú kinh khủng khiếp, và bé sói của quanh hả biến hình được hết luôn mọi người. Giữ chờ. Bye bye mọi người nha.